Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ ba ngày 9 tháng 2 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban chỉ đạo tỉnh họp trực tuyến về phòng chống COVID-19. Huyện Yên Mỹ phong tỏa xã Yên Phú từ 14 giờ ngày 9 tháng 2. Huyện Quế Châu quyết liệt chủ động phòng chống dịch COVID-19. Công ty cổ phần Tiên Hưng nỗ lực vượt qua dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến trên địa bàn tỉnh xuất hiện 3 bệnh nhân COVID-19 ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, chiều nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố để triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với dịch. Sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí thường trực tỉnh ủy và Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Theo báo cáo của Sở Y tế, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xuất hiện 3 bệnh nhân COVID-19 có mã số là 2060, 2062 và 2063. Trong đó, bệnh nhân 2060 là công dân thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, có tiểu sử dịch tễ tiếp xúc với người ở vùng dịch thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 1. Được phát hiện khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Phổi Trung ương tại Hà Nội ngày 8 tháng 2, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Qua truy vết, tại huyện Yên Mỹ xác minh được 32 trường hợp F1, tại huyện Khoái Châu có 27 F1, huyện Văn Giang có 1 F1. Tiến hành xét nghiệm các trường hợp F1, phát hiện thêm 2 bệnh nhân số 2062 và 2063 là mẹ và vợ của bệnh nhân 2060 cùng ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Truy vết các trường hợp tiếp xúc với 2 bệnh nhân 2062 và 2063, huyện Yên Mỹ phát hiện 60 trường hợp F1, trong đó có 18 cháu mầm non, hiện đã được lấy mẫu xét nghiệm, chưa có kết quả. Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Yên Mỹ đã tiến hành phong tỏa cách ly toàn bộ xã Yên Phú với hơn 4.000 hộ và hơn 15.000 nhân khẩu, thành lập 8 chốt kiểm soát ra vào xã. Riêng đường tỉnh 379 Hưng Yên đi Hà Nội cho phép lưu thông nhưng không được dừng đỗ khi qua địa bàn xã Yên Phú. Huyện cũng chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phong tỏa, cách ly và phòng chống dịch. Đối với huyện Quế Châu là nơi bệnh nhân 2060 có nhà mới, đến nhiều nơi tiếp xúc khám bệnh trong thời gian dài và không đeo khẩu trang, huyện tiến hành lập chốt kiểm soát tại 2 thôn ở xã Đông Tảo, 2 chốt ở xã Tân Châu. Cả hai huyện đều đang tiếp tục truy vết thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm, tăng cường tuyên truyền về thông điệp 5K khai báo y tế. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, Hưng Yên cơ bản đã làm tốt công tác phòng chống dịch từ đầu năm 2020 đến nay. Chúng ta cũng có kinh nghiệm từ việc phong tỏa, cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm từ đợt dịch trước. Trong việc quyết liệt, mạnh mẽ tiến hành phòng và dập dịch hiện nay, cần chú ý đến phòng chống dịch lây lan vào các doanh nghiệp, động lực tăng trưởng của tỉnh. Hưng Yên của chúng ta năm 2021 và những năm tiếp theo có thể phát triển được như năm 2020 hay không? Câu hỏi phụ thuộc chủ yếu vào chúng ta có giữ an toàn cho các cái khu cụm công nghiệp hay không. Vì vậy, việc mà phối kết hợp, đấy, nắm bắt tình hình công nhân, nắm bắt tình hình chuyên gia, rồi cam kết thế nào, các cái biện pháp quản lý ra sao. Và cần thiết Hưng Yên của chúng ta sau Tết có cần phải xét nghiệm Covid cho tất cả các cái công nhân khi quay trở lại làm ở các cái khu cụm công nghiệp hay không. Thì đây là cái câu hỏi mà cũng đề nghị các đồng chí hết sức được nghiên cứu. Bài học của Hải Dương, bài học của các nơi khác rồi, khi mà cái lượng công nhân hàng nghìn, hàng trăm công nhân mà chỉ cần một người bị thôi là tất cả cái sản xuất bị ngừng trệ. Và đây là yếu tố quyết định để tỉnh Hưng Yên của chúng ta có thể đảm bảo được cái nền kinh tế phát triển. Nói là hôm nay phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị, nhắc lại phương châm hành động tự khai báo y tế chính là hành động yêu nước. Mỗi cá nhân chúng ta là một chiến sĩ và mỗi gia đình là một pháo đài trong việc phòng chống dịch COVID, tức là phải khơi dậy được sự lòng yêu nước của mỗi cá nhân và mỗi gia đình. Tức là phải xác định hai vấn đề ở đây, tức là thứ nhất đó là tự giác khai báo y tế đi qua vùng dịch, hai là tố giác những đối tượng đi qua vùng dịch, từ vùng dịch chuyển về mà không khai báo y tế. Thì hai hành động này được thể hiện đây là hành động yêu nước, yêu dân tộc, yêu đồng bào, yêu nổi giống mình. Tôi nói là ví dụ như bệnh nhân 2060, tại là cách của dịch mà bệnh nhân 2060 này là đối tượng này là ở vùng dịch,
khi đi về Hưng Yên ở từ Hồ Mỹ, nếu như đồng chí thực hiện nghiêm cái việc khai báo y tế và thực hiện cách ly theo đúng quy định thì thiết nghĩ rằng hôm nay chúng ta không phải buổi họp này. Bây giờ đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc 4 tại chỗ. Mọi người dân thực hiện thông điệp 5K. Huyện Yên Mỹ và huyện Quang Châu tiếp tục triển khai truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2, F3. Chúng ta phải tìm được các đối tượng F1, F2, F3 thì từ đấy chúng ta mới có các biện pháp để phòng chống dịch như thế nào cho nó tốt hơn và cho triệt để. Tôi nói là đây là triệt để đấy. Còn nếu mà không triệt để được thì nếu xảy ra từ F1 thì biến thành F0 rất là mỏng manh, F2 xuống F1 cũng rất là mỏng manh. Làm được tốt bao nhiêu, làm chặt chẽ bao nhiêu thì chúng ta giảm được nguy cơ phát tán lây bệnh và lây lan dịch bệnh bao nhiêu và chúng ta dập dịch được trong thời gian ngắn nhất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với phương án thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Yên Mỹ và huyện Quang Châu từ 0 giờ ngày 10 tháng 2 và giao cho Sở Y tế hướng dẫn việc thực hiện. Đối với khu vực phong tỏa xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, các cấp ngành và huyện Yên Mỹ cần có kế hoạch chăm lo cho người dân đón Tết đầy đủ, ấm áp trong điều kiện mới. Yên Phú xác định là chúng ta phong tỏa cả xã. Tuy nhiên khi phong tỏa ở đây thì tôi cũng đề nghị các đồng chí đại diện cho các hội đoàn thể rồi các cơ quan ban ngành, đặc biệt là Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ phải có kế hoạch để chăm sóc cho người dân, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân ở xã Yên Phú đảm bảo cuộc sống bình thường. Ngoài ra thì cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể chúng ta tuyên truyền vận động, rồi các nhà hảo tâm ở các doanh nghiệp chúng ta có cái cơ chế hỗ trợ cho nó thỏa đáng, phù hợp ấm lòng người dân mà khi mà bị phong tỏa với cách ly với xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương xây dựng phương án thành lập các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến. Công an tỉnh tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, nhất là hành vi không khai báo y tế và không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công tác dập dịch hiện nay đã rất cấp bách, quyết liệt nhưng cần bình tĩnh, không được chủ quan, lơ là, buông lỏng. Nếu để dịch bệnh lây lan diện rộng, không kiểm soát được là có tội với dân. Sau đây là chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình xuất hiện ca dương tính COVID-19 tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, để nhanh chóng truy vết, cách ly, xét nghiệm tất cả các đối tượng nguy cơ, kịp thời khống chế dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, các địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, khu đô thị, chợ dân sinh, sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung sau. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt tinh thần chống dịch như chống giặc, với mức độ cảnh giác cao nhất, tuyệt đối không lơ là chủ quan và phương châm 4 tại chỗ. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện yêu cầu 5K, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ 0 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2021, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Yên Mỹ và Quái Châu, theo nguyên tắc gia đình, cách ly, gia đình, thôn, khu phố, cách ly, thôn, khu phố, xã, thị trấn, cách ly, xã, thị trấn, yêu cầu người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Phong tỏa toàn bộ xã Yên Phú, giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, Ủy ban nhân dân huyện Quái Châu chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Yên Mỹ thực hiện việc thiết lập khu vực phong tỏa theo nội dung thông báo số 15 TB ngày 3 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức lập chốt thực hiện việc giãn cách xã hội khu vực phong tỏa tại huyện Yên Mỹ và Quái Châu, chỉ đạo việc đảm bảo vật tư trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân trong khu vực phong tỏa, khu vực thực hiện giãn cách xã hội. Tiếp tục khẩn trương rà soát xác minh F1, F2, F3 đối với các trường hợp bệnh nhân 2060, 2062 và 2063. Người dân có đến các địa điểm nguy cơ, xã Yên Phú, Yên Mỹ, nông trường Đông Tảo, xóm Cao Nền, xã Đông Tảo, cụm dân cư Thiết Trụ, xã Bình Minh, phòng khám Thiên An, thị trấn Quái Châu,
huyện Quế Châu, chợ Quất Văn Giang và các địa điểm liên quan khác theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, cơ quan y tế để tự giác khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người khác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Thực hiện ngay việc khử trùng tiêu độc tại tất cả các địa điểm nêu trên và các điểm có nguy cơ. Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả các F1, F2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh F1, F2, F3 trên địa bàn quản lý đối với các trường hợp bệnh nhân 2060, 2062 và 2063, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Rà soát và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn rà soát hoàn thiện ngay kế hoạch, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh với đầy đủ các nội dung. Vị trí đặt chốt chặn kiểm soát giao thông để bao vây, khoanh vùng, danh sách theo dõi hộ gia đình nhân khẩu, phương án bảo đảm hậu cần, vật tư cho thiết bị y tế, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ. Chủ động chuẩn bị các điều kiện để thực hiện giãn cách xã hội khi có yêu cầu. Các cơ quan đơn vị vận động hạn chế tối đa việc đi lại, thăm, chúc Tết trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, rà soát chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết, nhân lực, vật tư, sinh phẩm, công cụ, phương tiện, kể cả bệnh viện dã chiến, sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh, kể cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bố trí người thường trực phòng chống dịch và thực hiện điều động khi cần. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả các F1, F2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, rà soát các địa điểm liên quan đến các đối tượng F0, F1, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở để tìm người tiếp xúc gần, rà soát đảm bảo trang thiết bị vật tư y tế, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, kịp thời bố trí, huy động nhân lực, y bác sĩ hỗ trợ các địa phương có ca dương tính. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức xét nghiệm ngay các trường hợp nguy cơ liên quan đến các ca bệnh dương tính, tổ chức dịch vụ xét nghiệm cho các doanh nghiệp có nhu cầu để xét nghiệm cho cán bộ, công nhân viên trở lại doanh nghiệp làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá dịch vụ xét nghiệm thực hiện theo quy định. Tổng hợp báo cáo hàng ngày, kết quả giám sát điều tra phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và Bộ Y tế. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban điều hành cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định. Đồng thời, chủ động chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Công an tỉnh, các cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo y tế, không đeo khẩu trang và vi phạm quy định phòng chống dịch khác theo quy định. Xem xét xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân thiếu trách nhiệm trong triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch. Đối với trường hợp trốn tránh không khai báo y tế dẫn đến lây lan dịch bệnh, xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện, công an các địa phương quản lý chặt tình hình di biến động dân cư trên địa bàn, phối hợp với ngành y tế khẩn trương truy vết các đối tượng F1, F2, F3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế các địa phương, đơn vị liên quan giải quyết chế độ chính sách kịp thời nhằm động viên lực lượng trực tiếp phòng chống dịch, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ chất lượng khẩu trang, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh khẩu trang tăng giá đột biến và khẩu trang không đảm bảo chất lượng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo việc đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ đời sống nhân dân trong các khu vực thực hiện phong tỏa, khu vực thực hiện giãn cách xã hội, tăng cường truyền thông khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, không tụ tập đông người, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm vì cộng đồng để mọi người dân tự giác khai báo y tế và phát giác đối tượng đến đi từ vùng dịch về địa phương. Đồng thời ủng hộ vật chất tinh thần cho nhân dân trong các khu cách ly, khu vực phong tỏa và cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Chủ tịch Trần Quốc Văn. Huyện Yên Mỹ đã ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2. Hưng Yên trở thành tỉnh thứ 13 trên cả nước xuất hiện ổ dịch. Từ 14 giờ ngày 9 tháng 2, chính thức phong tỏa xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Theo kết quả truy vết bệnh nhân 2060, 2062 và 2063 có lịch trình di chuyển phức tạp, rộng khắp địa bàn xã Yên Phú,
nên sẽ phong tỏa toàn bộ xã Yên Phú, đặc biệt với hai thôn Từ Tây và Từ Hồ là nơi các bệnh nhân sinh sống và làm việc. Huyện Yên Mỹ đã thành lập 8 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào xã Yên Phú. Đối với các đường ngang, lối tắt sẽ dựng hàng rào chắn cấm đi lại trong thời gian phong tỏa. Bên cạnh đó, huyện Yên Mỹ cũng đã lên phương án thành lập các điểm cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, đồng thời hỗ trợ các vật tư y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn cho tất cả các hộ gia đình. Quan điểm của huyện Yên Mỹ phòng chống dịch thì phải khẩn trương, quyết liệt, nhưng mà vẫn bảo đảm cái cuộc sống, duy trì cái sinh hoạt bình thường của người dân, nhất là cái việc đón Tết. Tất nhiên, cái việc đón Tết trong cái tâm thế là đang phòng chống dịch thì nó cũng sẽ khác. Đối với các cái địa phương trong huyện Yên Mỹ mà chưa có phát hiện cái ca lây nhiễm thì cũng nâng cao cái mức độ phòng chống dịch lên một cấp. Trong buổi chiều, huyện Yên Mỹ đã cử đoàn công tác tới khảo sát thực tế tại khu trung tâm trường mầm non Yên Phú, lên phương án xây dựng khu cách ly tập trung tại đây trong trường hợp số lượng F1, F2 tăng, hai khu cách ly tại trung tâm y tế huyện và ban chỉ huy quân sự huyện bị quá tải. Cũng trong hôm nay, xã Yên Phú phối hợp với cán bộ y tế thành lập các tổ lưu động vào thôn xóm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại địa phương. Chúng tôi đặt ra 3 cái nhiệm vụ trọng tâm. Một là truy vết nhanh và khoanh được các cái đối tượng có tiếp xúc với cả các cái bệnh nhân này, ổn định tình hình cho nhân dân, đảm bảo được cái tình an ninh chính trị để kiểm soát tốt được toàn bộ các cái vấn đề trong nội bộ của địa phương. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các biện pháp ứng phó, xã Yên Phú cũng tập trung công tác tuyên truyền để người dân chủ động phòng bệnh, nhưng cũng không gây hoang mang dư luận. Ngay sau khi nắm thông tin trên địa bàn huyện, một số trường hợp ở xã Đồng Tảo và phòng khám Thiên An ở thị trấn Khoái Châu đã tiếp xúc gần với ca được xét nghiệm dương tính COVID-19 ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Ngay sáng ngày 9 tháng 2, Ban chỉ đạo huyện Khoái Châu đã tổ chức họp khẩn để triển khai công tác phòng chống dịch. Theo báo cáo nhanh của xã Đông Tảo, tại xã có 11 trường hợp F1 và 38 trường hợp F2 thuộc thôn Cao Đền và thôn Trung Đình. Trong những ca F1, có một số người là tiếp xúc gần trường hợp đã được xác định là dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến 21 giờ tối ngày 8 tháng 2 năm 2021, qua kết quả truy vết trên địa bàn huyện, tổng số trường hợp F1 đã đưa vào khu cách ly tập trung của huyện là 23, lấy mẫu xét nghiệm 23 trường hợp. Kết quả 21 trường hợp âm tính lần 1, 2 trường hợp chờ kết quả. F2 có 21 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính lần 1. Nguy cơ cao là ở hai xã Đông Tảo và Tân Châu do F1 tiếp xúc thời gian dài. Tại thời điểm 9 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2021, số công dân hiện đang theo dõi cách ly là 1.265. Hiện sức khỏe của tất cả công dân đều bình thường. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Xã Đông Tảo là địa bàn có số người F1 đông và nơi có nhiều người buôn bán tự do trên địa bàn. Riêng Đông Tảo thì có liên quan đến trường hợp cái F0 của anh Luật, người ở Yên Phú, Từ Hồ. Thế thì sau khi nắm được cái thông tin như vậy thì tôi được ban chỉ đạo huyện là triển khai họp sáng nay, họp gấp. Thì sau cuộc họp thì huyện chỉ đạo là xã sẽ tiến hành lập chốt và kiểm soát chặt chẽ cái tình hình dịch bệnh ở địa phương và chỉ đạo cho công an, y tế và cán bộ cơ sở là tiếp tục tổ chức rà soát các trường hợp F1 để đưa đến cách ly tập trung. Còn nếu trường hợp mà có nhiều F1 hoặc là nếu không ai có F0 thì chúng tôi đã có dự kiến cái chương trình là cái trường tiểu học mới chúng tôi đang xây dựng là 24 phòng học hiện nay đã cơ bản hoàn thành và chưa đưa vào hoạt động, cho nên đấy là một cái cơ sở tốt để địa phương dự kiến cái chương trình là đưa F1 để cách ly tập trung. Sáng nay, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã thăm tặng quà lực lượng phục vụ và nhân dân tại cơ sở cách ly ở các huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 và động viên tinh thần lực lượng phục vụ và nhân dân, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ sở cách ly cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp an toàn trong cơ sở cách ly, làm tốt công tác tuyên truyền và các biện pháp phòng chống dịch, không để lây chéo giữa các công dân. Tổ chức thăm khám theo dõi sức khỏe cho công dân, kịp thời phát hiện xử lý khi có tình huống. Các địa phương cần hỗ trợ bảo đảm tốt đời sống, tạo không khí Tết vui vẻ cho các công dân, yên tâm đón xuân tại cơ sở cách ly, bảo đảm điều kiện sinh hoạt,
và phục vụ chu đáo cho các công dân trong thời gian cách ly. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho năm 2020 là một năm nhiều ngành sản xuất gặp khó khăn, trong đó có ngành dệt may. Tuy nhiên, với sự đầu tư bài bản và có tầm nhìn dài hạn, nên công ty cổ phần Tiên Hưng trên địa bàn thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã nỗ lực vượt qua khó khăn và khẳng định thương hiệu là doanh nghiệp dệt may tầm cỡ quốc gia. Tháng 3 năm 2020, khi thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, đơn hàng giảm, việc nhập nguyên liệu, xuất thành phẩm gặp khó khăn, lại là thời điểm công ty cổ phần Tiên Hưng đưa khu nhà xưởng mới vào sản xuất. Năng suất gia công tăng, cộng áp lực phải tuyển thêm từ 400 đến 500 công nhân. Đây thực sự là một thử thách với công ty cổ phần Tiên Hưng vào thời điểm đó. Chúng tôi chuyển sang may khẩu trang và là xuất khẩu để đảm bảo công ăn việc làm cho toàn công ty. Trong năm 2020, chúng tôi chưa có một ngày nào người lao động phải nghỉ. Và cái môi trường làm việc cho người lao động thì chúng tôi cũng đã được còn là lâng lên. Chúng tôi cũng đã làm nhà sản xuất 3 tầng, 24.000 m², toàn bộ chúng tôi đã lắp điều hòa. Tạo việc làm và thu nhập ổn định với mức lương bình quân 9,5 triệu đồng một người trên tháng cho 2.700 cán bộ công nhân trong năm 2020, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo công ty cổ phần Tiên Hưng. Bên cạnh đó, công ty còn liên tục cải thiện môi trường làm việc, giảm áp lực về thời gian cho người lao động bằng cách đầu tư thiết bị làm mát trong xưởng sản xuất, các máy gia công đời mới để tăng năng suất, qua đó giảm giờ làm của người lao động xuống dưới 10 giờ một ngày. Nhờ vậy mà có những công nhân đi làm cách nhà từ 15 đến 16 km ở tỉnh khác, huyện khác vẫn tham gia làm việc tại công ty. Em thấy môi trường làm việc ở đây thì rất là tốt. Mà chế độ thì cũng ưu đãi, mà lương thì thu nhập ổn định ạ. Em làm được 9 tháng thì thưởng Tết của em được gần 15 triệu. Đi làm thì có xe đưa đón, rất là an toàn. Mùa hè thì điều hòa rất là mát ạ. Tiền Tết của em năm nay được hơn 20 triệu. Chúng em là công nhân rất phấn khởi, cái công ty phát tiền Tết chúng em này là cũng đảm bảo về để chi tiêu. Với mức thưởng Tết Tân Sửu này, bình quân hơn 18 triệu đồng một người, công ty cổ phần Tiên Hưng là một trong những doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao trên địa bàn tỉnh và nằm trong top 10 doanh nghiệp may của toàn quốc có mức thưởng cao nhất. Thưởng Tết cao, các chế độ cho người lao động được bảo đảm, môi trường làm việc trong lành cùng không khí lao động tươi vui, phấn khởi cũng chính là yếu tố để giúp cho người lao động thêm gắn bó với doanh nghiệp. Và điều này thì từ lâu, công ty cổ phần Tiên Hưng đóng trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã thực hiện rất tốt. Bên cạnh các chế độ ổn định cho người lao động mỗi năm, công ty cổ phần Tiên Hưng luôn dành từ 600 đến 700 triệu đồng để phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thường xuyên thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo, tham gia vào các quỹ từ thiện nhân đạo của huyện Tiên Lữ và tỉnh Hưng Yên. Khảo sát tại một số chợ dân sinh, cửa hàng siêu thị trên địa bàn huyện Yên Mỹ, ngày 28 Tết, giá cả các mặt hàng vẫn giữ ổn định. Tuy nhiên, mức tiêu thụ chậm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do ảnh hưởng của COVID-19 và thời tiết mưa to, tại huyện Yên Mỹ như chợ Đồng Than, chợ Hảo xã Liêu Xá, chợ Cống Tráng xã Tân Việt, lượng khách hàng vắng vẻ. Các mặt hàng thực phẩm giá cả vẫn giữ ổn định, không có nhiều biến động nhưng sức mua không cao. Tại các cửa hàng siêu thị do có sự chuẩn bị nên năm nay, các mặt hàng bánh kẹo, đồ uống không xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá. Các mặt hàng bánh kẹo nội địa có lượng tiêu thụ tăng so với mọi năm. Siêu thị chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ những thời điểm mà trước Tết tương đối là có thời gian dài. Những đặc biệt là những mặt hàng là nhu yếu phẩm cần thiết, như là mặt hàng thực phẩm, những mặt hàng đồ uống, bánh kẹo có những cái lượng hàng hóa được luân chuyển giữa các siêu thị với nhau. Do vậy là luôn luôn là đảm bảo được cái lượng hàng hóa để có thể phục vụ bà con ở trong khu vực. Ngoài làng hoa Ngọc Đà ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, còn làng đào Thọ Khang ở xã Tân Quang cũng đang thu hút khách đến mua chơi Tết. Ban đầu chỉ một hai hộ trồng với diện tích rất nhỏ, chỉ mấy miếng hoặc một sào. Song thấy thổ nhưỡng nơi đây phù hợp để trồng đào nên nhiều hộ trồng theo. Đến nay diện tích trồng đào ở thôn Thọ Khang vào khoảng trên 30 mẫu, chiếm 50% diện tích đất canh tác với tổng số trên 30 hộ trồng. Hoa đào Thọ Khang không thua kém gì hoa đào Ngọc Đà cả về mẫu mã, độ sắc. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song đào vẫn có giá khoảng 100 đến 300 nghìn đồng trên một gốc.